Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Cơ hội Thị Sơn. Với sự có mặt của Thị Sơn thì rõ ràng là hai cánh của U23 Việt Nam sẽ trở nên cân bằng hơn ở trong trận đấu trước khi mà Thị Sơn không được đá chính. Ngọc Đức, đường truyền rất tốt của Ngọc Đức. Cơ hội phát dứt điểm đầu tiên. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã bỏ lỡ. Đó là một tình huống chọc khe rất tốt của Ngọc Đức cho Hà Minh Tuấn. Ngọc Đức, đường truyền rất tốt của Ngọc Đức. Cơ hội phát dứt điểm đầu tiên. Quá nhẹ. Rất đáng tiếc là trong cơ hội đầu tiên thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã bỏ lỡ. Đó là một tình huống chọc khe rất tốt của Ngọc Đức cho Hà Minh Tuấn. Hà Minh Tuấn đã có ý đồ sút bóng vào khe giữa hai chân của thủ môn Lào. Tuy nhiên tiền đạo này đã không thành công. Rất đáng tiếc. Và đã có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Pha lên gót rất tốt của Văn Quyết. Cơ hội dứt điểm không vào. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Đó là một pha xử lý rất đẳng cấp của Văn Quyết. Ở trong tư thế đối mặt với khung thành. Không được. Cơ hội. Đó lại là một cú sút nữa của Vũ Minh Tuấn. Đó là một pha xử lý hỏng của Ngọc Đức. Tuy nhiên lại thành một đường truyền hợp lý dành cho Minh Tuấn. Sút này, Minh Tuấn, không phải, không vào, vào rồi. Như vậy tỷ số được mở cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Quả đá phạt rất đẹp mắt của Hà Minh Tuấn. Cú sút của Hà Minh Tuấn đã đập trúng vào người của thủ môn Sengathit Somvang. Tưởng như bóng đã bay ra ngoài, tuy nhiên đã có bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Goal for Vienna by player number 15, Phan Minh Hoa. Hà Minh Tuấn đã thêm một cơ hội nữa. Văn Quyết, vẫn là Quyết, sút bóng vào, bàn thắng thứ hai. Với Văn Quyết thì cơ hội này là cơ hội không thể bỏ lỡ. Một pha dứt điểm rất đẳng cấp của Văn Quyết. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và dứt điểm có thể nói là hoàn hảo của Văn Quyết. Cú sút vào góc cao. Minh Tuấn đã chuyền bóng cho Văn Quyết. Và Văn Quyết đã đi qua hai cầu thủ áo trắng trước khi tung cú dứt điểm vào góc cao. Bàn thắng thể hiện đúng đẳng cấp của Văn Quyết. Về tấm huy chương vàng của vận động viên này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở buổi bình luận sau trận đấu này. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ U23 Việt Nam. Ngọc Đức, đánh đầu không vào. Rất đáng tiếc. Đó lại là một cơ hội nữa của Hà Minh Tuấn. Một quả tạt rất tốt của Ngọc Đức. Hà Minh Tuấn đã thoát ra rất nhanh. Tuy nhiên ở một tư thế hơi khó, Hà Minh Tuấn đã không thể đánh đầu vào trúng khung thành của các cầu thủ Lào. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại tình huống này. Quả tạt của Ngọc Đức, đánh đầu. Không hiểu là bàn thắng có được công nhận hay không nữa. Chúng ta cùng xem lại pha đánh đầu của Văn Quyết. Bóng đã đập trúng vào cột. Chúng ta gặp phải những khó khăn khi đối đầu với Singapore. Thêm một bàn thắng nữa. Bàn thắng thứ tư của U23 Việt Nam. Goal for Vietnam team by player number 11, Vũ Minh Thọ. Bàn thắng này khá giống với bàn thắng mà các cầu thủ sinh
Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hồng Quân đã thoát xuống rất trống trải và ở tư thế rất thoải mái đối mặt với khung thành của thủ môn Somvang. Cú sút của Hồng Quân đi rất căng.